Ngô Diệc Phàm bất ngờ được đẩy thuyền giữa tâm bão ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Ngày hôm nay, showbiz hoa ngữ chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong ly hôn. Vậy nhưng, giữa bê bối gây sốc này, một nhân vật khác bất ngờ được réo tên liên tục trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, đó chính là Ngô Diệc Phàm. Giờ đây, netizen đột ngột quay xe khi cùng nhau đẩy thuyền cặp đôi Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm. Cả hai từng có khoảng thời gian tham gia show truyền hình 72 Tần Kỳ Lâu và tỏ ra vô cùng ăn ý. Từng có tin đồn cho hay cả hai từng ngồi chung chuyến bay và ngồi chung một hàng ghế. Sau đó, cả hai từng hợp tác chung với nhau trong một dự án âm nhạc mang tên Miss You. Trong làng giải trí cũng từng dấy lên tin đồn cặp chị em này bí mật hẹn hò. Một blogger cho hay có thời điểm Triệu Lệ Dĩnh đi chụp ảnh tạp chí nhưng nhiếp ảnh gia lại gặp sự cố. Ngay lúc này, Ngô Diệc Phàm lại gọi ngay cho người bạn thân của mình để tới giúp cô. Blogger còn chia sẻ những tình tiết hẹn hò cực hot của bộ ba nghệ sĩ mà chưa từng hé lộ trước đó. Blogger này khẳng định rằng Triệu Lệ Dĩnh và Ngô Diệc Phàm từng yêu nhau, cặp đôi quen biết nhau từ năm 2016. Khi đó, Lâm Canh Tân là người đã đưa Triệu Lệ Dĩnh tới tham dự bữa tiệc sinh nhật của Ngô Diệc Phàm. Còn có bằng chứng fan của nam ca sĩ từng chụp được ảnh mỹ nhân họ Triệu tới Thượng Hải. Về phần Phùng Thiệu Phong, lúc này anh đang đắm say trong lưới tình của Quách Bích Đình. Thời điểm cặp đôi cùng ra bài hát chung có tên Miss You, fandom hai bên tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã ra mặt và thỏa thuận với phía Ngô Diệc Phàm rằng đây là dự án do cô chủ động mời nam ca sĩ. Tại sân khấu biểu diễn ca khúc Miss You, đáng lẽ đây sẽ là thời điểm cả hai công khai tình cảm. Vậy nhưng, vì fandom hai bên khẩu chiến quá kịch liệt, nam ca sĩ đã đổi lời bài hát thành Anh nghĩ anh không thể bảo vệ được em. Sau đó, tới tháng 1 năm 2018, Ngô Diệc Phàm tới tận phim trường để thăm Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, không bao lâu sau, cặp đôi cãi nhau dẫn tới chia tay. Nguồn tin cho biết thêm đúng lúc này, Phùng Thiệu Phong lại theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh khi cả hai hợp tác với nhau trong bộ phim Minh Lan Truyện. Ngô Diệc Phàm muốn quay trở lại với Triệu Lệ Dĩnh, tuy nhiên không thể ngờ rằng nữ diễn viên lại công khai kết hôn và chuẩn bị sinh con với tài tử họ Phùng. Đúng ngày thất tịch, vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày sinh nhật của mỹ nhân họ Triệu, Ngô Diệc Phàm phát hành Hold Me Down, ca khúc có lời lẽ da diết, có nội dung về một cô gái đã tiếp động lực trong cuộc sống cũng như có thể kiềm chế được bản ngã trong anh. Trang QQ cho hay, trong sự kiện đêm Weibo khi vừa bước vào chỗ ghế ngồi, Triệu Lệ Dĩnh đã nhìn thấy mỹ nam họ Ngô và nở nụ cười chào hỏi. Nam ca sĩ cũng giơ tay chào thân thiện, tuy nhiên sau đó cả hai không nói thêm bất cứ câu nào. Mỹ nhân họ Triệu có đi qua Ngô Diệc Phàm để về vị trí của mình. Tuy nhiên sau khi nữ diễn viên quay lại, Ngô Diệc Phàm dành ánh mắt nhìn rất lâu cho nữ đồng nghiệp. Đáng chú ý, vào tháng 2 năm 2021, từng có tin đồn Triệu Lệ Dĩnh ly hôn với Phùng Thiệu Phong, con trai của nữ diễn viên là của Ngô Diệc Phàm. Thông tin này đã khiến fandom ba bên khẩu chiến kịch liệt. Mặc dù sau đó phía studio của Triệu Lệ Dĩnh lên tiếng phủ nhận, vậy nhưng giờ đây, khi cặp Dĩnh Phong chính thức ly hôn, tin đồn này một lần nữa bị dấy lên.